Đau ghê đúng không hả cô? Hay là em đang sợ? Đừng có lát, đừng có lát. Nóng không cô? Em có nóng Chị em thấy sợ, em thấy nóng vậy ai? thở lắm rồi đi. Chị lấy một cam. Ừ, chị cảm ơn. Vì sao sáng làm mai vậy? Nhắn tin mà bán khách trên chợ rồi nè. Chào, nhắn tin cho chị đi cái rồi. Mắt cũng chảy rồi. Thả lỏng đi. Muốn làm kỹ, muốn nhanh phải chịu khó chứ còn. Không em gì. Nhỏ thì kia chị má vừa rồi kia chú em kia giờ rồi bà lệ thuộc cho mi 4:30 hắn đi công việc rồi đúng không? 3 giờ được không? Kể 2:30 rồi. Không, 2:30 ra tê đi. 2:15 ra tê đi kia. Ủa? Trời ơi, thở lắm thôi, em làm chi căng thật. Chị, lần sau mà trước khi đi á, mua cho em viên thuốc giảm đau uống vô. Qua đây có uống là được vừa. Cái viên mà máy ngon á chị kìa, thuốc hạ sốt rồi nó giảm đau hạ sốt á.
Nó có chỗ này ta tuôn. À dạ, đúng rồi. Uống đi chị. Kê mấy đứa gửi ra cho uống đi. Chị Sa để cho nhà ông bãi rồi. Tưởng mua của nhà ông bãi. Cái bố nên lấy giùm cái đi. Nếu không nó ông bãi không thì cho ông lấy mẫu coi.